nào đây con phụng không phải là con bà mà không có con bà, tại nguyên nhân sao? Nguyên nhân là bà có nuôi ngày nào đó vậy hả? Đúng không? Đúng rồi, bà xác nhận đúng vậy không? Cái lấy cái nhận của tôi là cô bệnh không mua thôi lâu là lâu cần lúc chết rồi cả sao cần lúc chết rồi cả rồi tính về chứ sao tính về hả? Đi vô mãi đi, đi về thăm má đi, đi lấy con rồi cái mẹ ở đâu vậy cùng mày thăm đi, uống hết về thăm đi, về thăm má đi. Không nói đâu, mua quà cho mẹ về. Ừ. Nói mua quà cho mẹ. Nói mình làm. Ờ thì nó làm. Để mình chạy lên coi bổ, con bán mình gì. Chào ạ, chào Phượng nha. Nãy nói là, nãy lên không nói câu gì được, cái rượu xạo đi. Này. Không á. Ai nào nói? Nói cá mẹ vụ vậy. Hỏi này cũng không biết gì. Không biết gì luôn phải không? Cô không biết. Không biết. Mình vừa gọi mà cá mẹ cá thằng sao? Bà nói gì? Bà nói bà đeo vàng giả không mà bà nói gì? Rồi. Đâu có nói đâu. Bà nói là bà dâm đeo vàng giả không mà bà hâm quánh gì à? Đâu có. Nó mới nói đó. Ủa kìa, gặp nè, nói vụ kẹt này ơi bả nè. Kêu uống vậy, uống bia, uống rượu á. Không có đánh uống cát luôn. Bà này nè. Thì bà uống, bà uống một bánh hả? Ờ, không đánh uống cát luôn, còn nặng nước không nữa. Sao chưa tổ cho bà rồi, lâu chưa? Lâu rồi. Không quách bà chi ạ? Không quách. Chị em không quách gì? có nó khoa thôi à. Gì đó hả? Gì mà nó dắt phải không? Mẹ kia dắt cái điểm sâu phải không? Dạ. Mẹ kia vậy có quắc ở sao? Sao mẹ kêu vậy không về? Mẹ em bây giờ. Mà mẹ kêu về sớm về? Không có về đâu. Vậy sao ạ? Con nhỏ tửa rồi. À. Tửa phải về á, nóng đuổi luôn. Vậy? Nóng đuổi bà luôn hả? Có không? Mà. Đuổi mẹ bà luôn hả? Ừ. Rồi bà đuổi bà mà nói sao? Nói vậy phải nào đây? Con phụng không phải là con của bà. Mà không có con bà. Tại nguyên nhân sao? Nguyên nhân là bà có nuôi ngày nào đó. Vậy hả? Đúng không? Đúng rồi. Bà xác nhận đúng vậy không? Cái lấy cái nhận của tôi là cô bệnh không mua thôi. Lâu là lâu cần lúc chết rồi cả. Sao? Cần lúc chết rồi cả. Lâu bị bệnh hả? Bệnh gì? Thích cái xem vô. Ở đâu đây tôi mua với số ủng hộ bà thêm nè. Cái thấy tội nghiệp phải không? Tội nghiệp à. Thầy thấy tội nghiệp với diễn giả lúc đầu cũng nói heo leo phải rồi, nói là heo leo. Lấy hai vé nữa đi. Dạ. Lấy hai vé nữa. Hai vé giống nãy vé bà đưa tôi đó, thôi tôi trả bà luôn nè, thầy thầu 70 đi. Cái nào đâu ra đó nha. Rồi. Thầu 70 đi. Rồi về với Vĩnh Long hả? Nói về giá lúa chắc cần đồng trên kìa. Đó là gì á? Đủ chưa? Coi chừng tiếp lộn à. Đủ không? Chẳng ai gian đâu. Tôi có nói bạn gian đâu. Tôi mình nói mà.
mới nghe đó, từ gấp giờ mới nghe được cái đó, mới nghe tiếng ăn tình thương tên. Nãy nghe nói với cô cà phê là đứt ruột rồi đấy à. Thôi bữa nay để Kim Phụng trả cho, nó không có tiền. Trời ơi, từ gấp giờ quay, từ gấp giờ mới thấy được câu đó là im đó. Ê mà chứ sao bây giờ tôi hỏi là bà nhớ lúc mà đầu tiên tôi quay bà là quay ở đâu không? Quay nhà của bảy nè. Không, đầu tiên bà nhớ bà đi bộ không? Bà đâu, bà đâu? Bà đi bộ ra, bà nhớ không? Bà đi bộ á. Bà ghế nhà bà mãi đông, mẹ củi luôn. Bà đi bộ, quá, thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Bà nhớ không? Cái lúc á mà bà đi mua con cá lóc á, đúng không? Bà đi ngoài đường á, bà gặp tôi á, là tôi quay bà lần đầu tiên là cái đó đó. Bà có coi cái clip mà lần đầu tiên lúc đó bà mặc áo bông nha, là bà đi mua cá lóc về đó, rồi cái bà nói em khổ quá giúp giúp bác cái số, rồi cái tôi về tới nhà bà luôn, là lúc đó không còn Long ở nhà đúng không, nhớ không? Rồi sao rồi mới tới băng của anh Thảo vô quay đúng không? Cái băng Thảo nó băng Thảo giúp á, giúp Thảo, giúp nhiều không? Rồi cái thằng đó sao rồi? Thằng cua lượm hả? Cua lượm hả? Bữa nào muốn qua gặp cua lượm không? Thôi, sợ sợ. Bây giờ nè, rồi hỏi là ở đây khi nào mới về? Ngủ đêm mai về hả? Ngủ đêm mai về ha. Mai về buồn với ta. Sống về ăn Tết luôn. Tết nhà cô Bảy. Cô Bảy ở đâu? Mưa không biết ngạp. À là cô Bảy gì đó đúng không? À. Cô Bảy hương hương cháu đó. À. Là nữa xuống nhà cô Bảy ăn Tết ha. Tết về ha. À, thấy điều tội thì này chứ. Vậy á mà cốp lên nhiều khán giả nói là chim sâu giá bộ. Ai giá bộ giống như chim sâu đi. Nói chuyện khôn là khôn, khôn cái dạng là không không lỗi gì thôi. Mẹ tôi sống nha, sống chiếc lắc kìa. Dạ. Sống chiếc lắc luôn à. Rồi đó. Cái này nữa. Chim sâu ngơ ngác luôn kìa. À. Ừ. Chim sâu hơi ngơ ngác luôn. Bỏ cái chỗ này luôn. Chấm lắc, đậu phèn, chiếc nhẫn hộp đỏ, 5 chỉ. Trời giữ đâu nha, quá vàng rồi. Mày đeo có đồng hồ nằm rồi chứ tao không đổi. Đợi coi bé, đợi coi coi, coi coi coi. Kéo biểu ai? Ờ, ghê dữ ơi, ghê dữ à. Bé lại dở quẻo ra kìa. Con dở, dở. Ghê, ghê, ghê. Cô Dung, giờ hôm nay là có làm gì có tiền không? Hả? Đồ mũ quán. Ờ, ngày được nhiêu tiền? 30 ngàn không có được đúng sống không? 30 ngàn á. Này cô, bữa tối đi, mua cái gì à, mua ăn. Mua mà Úc luôn. Thôi khỏi khỏi tiền của con, khỏi khỏi khỏi, cảm ơn. Ủa? Ông không cho coi và lại là tốt nợ tao rồi, bây giờ người ta khổ ta nhận còn bà bây giờ bà khá rồi, bà nói là nhận là mất nợ phải không? Cái thứ hai vậy đó, thấy vừa ăn tốt được khổ không? Cực khổ rồi, bà bây giờ bán cái số bà ra làm sao? Rồi khâu đây cặn